Xin trân trọng kính chào quý khán thính giả đến với chương trình SBTN Morning với Đỗ Dũng và Mai Phi Long. SBTN Morning được phát hình trực tiếp từ miền Nam California trên hệ thống truyền hình SBTN. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ 5. Tự nhiên tôi quên mất ngày, anh Dũng có thể nhắc dùng cái ngày. Ngày này thứ 5 đúng rồi. Ngày thứ 5 nhưng mà dạ. Ngày mấy? 11 tháng 6. 11 tháng 6 thưa quý vị. Dạ. Năm 2015. Vâng. Chào Mai Phi Long, kính chào khán giả SBTN. Sáng hôm nay chúng tôi có nhiều tin tức cũng rất là nóng hổi. Thứ nhất là liên quan đến chuyến đi Hoa Kỳ của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, cũng như chuyện TPP và những cái chuyện ở trong nước, chẳng hạn như chuyện là ông cảnh sát bên Florida, xin lỗi, bên Texas, một cái vụ mà dí mấy em nhỏ mà gọi là mặc bikini mà tắm mà hôm qua anh Long nói đó, thì hôm nay nó có thêm một số chuyện khác. Và chuyện hai tù nhân vượt ngục ở New York lại có thêm những chuyện khác khá là hấp dẫn. Tại sao tôi nhắc chuyện này? Bởi vì đây là hai cái chuyện mà hot nhất tại nước Mỹ bây giờ. Mở ra chỗ nào cũng thấy cả. Bắt đầu chương trình ngày hôm nay, thưa quý vị, ngày hôm thứ hai vừa rồi, theo hôm qua tôi đọc cái bản tin của Tân Hoa Xã của Trung Quốc, người ta sao Tân Hoa Xã là chú ý bản tin này, mà họ lại trích lại cái báo Thời báo Kinh tế Sài Gòn cho biết là ông đại sứ Ted Osius của Mỹ tại Việt Nam hôm thứ hai vừa rồi có đến Cần Thơ, Đại học Cần Thơ mà gặp gỡ sinh viên mà trong nước họ hay gọi là buổi giao lưu sinh viên. Thì ông cho biết là ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ đi Mỹ vào tháng 7 này, không cho biết ngày, và TPP có thể được ký vào mùa hè năm nay. Theo lời tường thuật của Thời báo Kinh tế Sài Gòn thì ông Osius nói như sau: hiện nay các nhà lãnh đạo Mỹ đang chờ chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đây sẽ là một chuyến thăm lịch sử thực chất vì lần đầu tiên một Tổng Bí thư Đảng thăm Mỹ. Chuyến thăm này sẽ đưa ra một tầm nhìn chung giữa hai nước, giống như nọ ký tầm nhìn chung rồi đó. Tôi là một trong số những người đang lo thu xếp chi tiết cho chuyến đi. Tôi tin là chuyến thăm sẽ diễn ra vào tháng 7 tới. Đó là lời ông đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam. Ông cũng cho biết về TPP thì hiện nay Thượng viện Mỹ đã thông qua việc cho phép Tổng thống được quyền ký nhanh các hiệp định quốc tế, trong đó có TPP, và đang chờ Hạ viện thông qua tiếp. Nếu lưỡng viện quốc hội Mỹ thông qua xong thì TPP sẽ được ký kết nhanh trong mùa hè này. Đó là lời ông đại sứ Osius. Và ông nói là hy vọng năm nay kim ngạch xuất khẩu, xuất cảng của Việt Nam vào Mỹ có thể đạt 40 tỷ đô la. Và theo ông thì sau khi gia nhập TPP, hàng xuất cảng Việt Nam vào Mỹ sẽ tăng cao. Và cũng theo tường thuật của bản tin này thì ông đã cầm một cái trái chuối. Ông đưa lên và ông nói là tôi mới ăn trái chuối ở vùng miền ở Cần Thơ và măng cụt rất là ngon, là đại khái ông nói như thế. Nói chung là ông nói rằng là sẽ có nhiều cái tiến triển giữa quan hệ giữa hai nước. Nhưng mà chúng ta không biết, hiện nay thì cái TPP đang kẹt ở tại Hạ viện. Cho đến giờ phút này hầu như tất cả dân biểu Đảng Cộng hòa ủng hộ cái trao cái quyền gọi là TPA cho Tổng thống Barack Obama. Và cái dự luật này được ông Mitch McConnell, lãnh tụ đa số Thượng viện, cũng như ông John Boehner, chủ tịch Hạ viện, cả hai ông đều Đảng Cộng hòa, ủng hộ tối đa. Tuy nhiên ông Obama đang gặp trở ngại là bên Hạ viện hầu hết các dân biểu Đảng Dân Chủ đã chống lại cái chuyện này. Bởi vì họ lo rằng khi mà có TPP thành hình đó, thì một số việc làm của Mỹ sẽ bị mất đi, hoặc là cái giá mà nhân công của Mỹ sẽ giảm xuống. Thì ông Obama đang điều đình với họ những chuyện này, có thể có những khoản mà trước Long có nhắc là gọi là bù lỗ tài trợ cho những người công nhân nào mà gọi là giá lương bị xuống thấp vì TPP. Thì đây là cái chuyện mà ông Obama đang trong những ngày qua, đích thân cả ông Jack Lew đó, đến nỗi tôi quên mất một ông dân biểu nào cũng nói tôi bực cái ông Jack Lew này, lúc nào cũng gọi, ngày gọi mười mấy lần luôn, gọi ông này tới tấp để vận động mấy ông này, rồi dùng cả ông Dennis Markov, tức là cái ông mà tránh văn phòng đó, họ dùng hết tất cả những người trong tòa ốc để gọi các dân biểu của Hạ viện Mỹ vận động để làm sao có cái phiếu cho ông Obama cái quyền mà gọi là thương thuyết trực tiếp với TPP. Thì cái này đó thì nếu mà ông Obama được thì ông coi như được trực tiếp coi như thương thuyết với các nước khác, và khi nào xong là đem nguyên một cái hiệp ước đó đem ra cho quốc hội biểu quyết yes hoặc no thôi, chứ không được điều đình, không được điều chỉnh, không được filibuster đó, đại khái vậy. Về chuyến đi của ông Nguyễn Phú Trọng, tôi nghĩ là chắc các cộng đồng Việt Nam ở vùng Washington DC, Virginia và Maryland, cũng như các nơi khác miền Đông, và có thể là những nơi khác ở các tiểu bang xa xôi, nó chắc sẽ chuẩn bị có dàn chào lớn vào ngoài lòng. Tôi nghĩ là như vậy. Nhưng mà hiện tại bây giờ chúng ta không thấy, hầu như tôi không thấy có cái truyền thông nào hải ngoại là nhắc đến cái sự kiện này. Mặc dù bên phía Việt Nam anh Dũng có nhắc với quý vị rằng là từ 8 tới tháng 6, có nghĩa là cách đây tới 3 ngày là họ đã nói trên chuyện rồi mà chúng ta lại không nói. Thì một là chúng ta có một số người có một cái thái độ là giống như là
không thèm không thèm nói tới, nhưng mà có những sự thật thôi. Vậy chúng ta phải biết, thì khi chúng ta biết thì chúng ta mới có những cái kế sách để chúng ta mà đối phó với những trường hợp như thế này. Và trong cái chuyện này chúng ta thấy có khá nhiều chuyện nó làm thay đổi nhiều cách suy nghĩ của nhiều người Việt Nam ở tại Hoa Kỳ. Thứ nhất, chúng ta thấy trong cái chuyện mà thúc đẩy TPP thì Tổng thống Obama là người thúc đẩy cái chuyện này. Và trong cái chuyện này thì chính đảng Dân Chủ của Tổng thống Barack Obama lại là cái đảng chống lại chuyện này. Mà chống lại cái chuyện này chưa chắc, chúng tôi dùng chữ chưa chắc là vì vấn đề nhân quyền, nhưng mà vì công ăn việc làm ở tại Hoa Kỳ, ở quyền lợi ở tại Hoa Kỳ. Và cái chuyện này, người Việt Nam chúng ta ở hải ngoại này, chúng ta phải gặp vấn đề cũng khá là phức tạp. Thứ nhất, cái chuyện này, chúng ta nếu mà chúng ta ủng hộ nó thì chúng ta không có ủng hộ nhân quyền Việt Nam. Vâng. Mà nếu mà chúng ta không ủng hộ nó thì hóa ra đẩy phía Việt Nam đi về phía Trung Quốc gần hơn. Vâng. Chúng ta cũng bị kẹt. Mà bây giờ chúng ta là cái chuyện không ủng hộ nó, vừa có chuyện nhân quyền Việt Nam, vừa cái nồi cơm và túi tiền của chúng ta ở tại Hoa Kỳ này. Thì thưa quý vị, đây là một cái chuyện mà chúng ta phải có một cái, chúng tôi nghĩ rằng phải ngồi lại với nhau như thế nào, có một cái kế sách như thế nào để mà phù hợp với hoàn cảnh. Và đôi khi chúng ta phải đặt cho chúng ta một cái chính sách mới. Vâng. Đúng không anh Dung? Không, có giải pháp anh, có giải pháp. Có lẽ là đại đa số sẽ chống cái chuyện TPP dễ lắm, bởi vì ông Trung Quốc giờ theo lời ông Ted Kaczynski, và hôm trước ông Obama cũng nói là Trung Quốc bây giờ đang ham me xin vào TPP luôn. Trung Quốc bây giờ thấy rằng là cái 12 quốc gia này nó thành hình, và cái chuyện này coi như nó đã đi được nửa đường rồi, nửa đường ở tại Quốc hội Mỹ rồi, bắt đầu Trung Quốc đã bật đèn xanh. Nói ông Mỹ, anh ơi cho em vào với nhé. Và đây là cái điều này ông Obama nhắc hồi tuần trước mà tôi chưa có dịp tôi nói. Nhưng mà trong cái bản tin này, ông Ted Kaczynski cũng nhắc luôn, cũng nói là Trung Quốc cũng đang định xin vào TPP. Và ông Kaczynski bảo, nếu Mỹ vào thì Hoa Kỳ welcome thôi. Trung Quốc vào thì Hoa Kỳ welcome thôi. Nhưng mà Trung Quốc cũng phải đạt được một số tiêu chuẩn theo đúng cái quy định của Hoa Kỳ. Tức là gì? Giảm những khoản thuế xuống, thuế mà nhập cảng đó. Và đặc biệt phải có nghiệp đoàn đó. Đó là hai cái điều khoản chính mà Hoa Kỳ hiện nay đang thương thuyết các quốc gia, mà họ thương thuyết đa số là bí mật, quý vị. Thì có thể Trung Quốc gia nhập đây lắm anh, là thành tới 13 nước luôn. Nếu mà Trung Quốc gia nhập vào chỗ này thì Hoa Kỳ có nên làm tiếp được hay không? Cái mục đích mà để mà gọi là member Trung Quốc có còn nữa hay không? Thì cái chuyện này lại thêm, Trung Quốc đã được vào WTO cách đây bao nhiêu lâu rồi anh? Vâng, mười mấy năm rồi. Thì bây giờ lại thêm chuyện này, Trung Quốc vào thì chúng ta đâu vào. Thì quý vị, chúng ta thấy bàn cờ thế giới thay đổi từng ngày. Vâng. Thay đổi từng ngày. Vâng. Nghĩa là Trung Quốc cũng không muốn bỏ lỡ cái chuyện đò này. Và cũng có thể sau khi Trung Quốc bật đèn xanh xin được TPP, có khi ông Mỹ bây giờ thấy là cái ngân hàng AIIB phát triển hạ tầng cơ sở của Trung Quốc nó mạnh quá, khi ông Mỹ cũng nhảy vào luôn để chúng tôi ngăn chặn cái chuyện mà mấy anh sử dụng đồng nhân dân tệ thay thế đồng đô la của chúng tôi, anh mưu cái chuyện đó đúng không? Thì cuối cùng là con người ta bắt tay nhau loạn xà cầu, không biết đường nào mà mò. Nhưng mà rõ ràng một điều thưa quý vị, chúng ta phải thay đổi suy nghĩ của chúng ta, vì thế giới nó đi nhanh hơn chúng ta nghĩ. Vâng. Đi quá nhanh, và mỗi một cái sự kiện thưa quý vị, chúng ta thấy nó thay đổi một cách là ngày hôm nay chúng ta chưa thấy TPP, khi bắt đầu hình thành chúng ta chưa thấy bóng dáng Trung Quốc. Vâng. Bây giờ chúng ta lại thấy dưới chân trời ông Trung Quốc lâm đè nhảy vào. Vâng. Và thế là mọi cái sự suy nghĩ, mọi cái chiến lược và chiến thuật đều phải thay đổi theo cái tình hình như thế này. Và một cái chuyện khác giới truyền thông Hoa Kỳ và cả Hoa Kỳ cũng đều liên quan, đó là cái vụ cảnh sát đè thiếu nữ ở tại hồ bơi ở thành phố McKinney ở phía bắc của thành phố Dallas. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta mới nghe được luật sư đại diện cho ông cảnh sát này nói thêm một số tình tiết về cái người cảnh sát, tại sao, lý do tại sao ông này đã có những cái hành động mà người ta và cả chúng ta khi nhìn cái video này chúng ta không thể nào chấp nhận được. Cái lý do nào người luật sư đưa ra anh Đỗ Dung? Theo như bà luật sư của ông cảnh sát viên này, ông Caspon này nói là trước đó, trước khi đến được gọi đến đây thì ông đã được gọi đến hai cái vụ tự tử ở tại McKinney. Thành ra có lẽ thôi chứ bà khi ông đâu biết, bà đưa ra đó là sự kiện là ông đã đi đến hai vụ tự tử, có lẽ là tinh thần của ông nó quá bị pressure đi, bị sức ép nhiều quá thì ông phản ứng như vậy. Đó là cái lời bà luật sư nói. Và ngày hôm qua thì ông Caspo cũng đã đưa ra cái lời xin lỗi, nói I'm sorry cho những cái chuyện gì mà xảy ra. Đó. Thì bây giờ ông đã nghỉ rồi, không còn làm nữa. Đây là trên màn hình quý vị là những người biểu tình, và bây giờ thậm chí có một số người gọi còn đang đòi nó đi xa hơn nữa trong cái chuyện này. Truy tố ông này. Nhưng mà mình không biết có truy tố hay không thì chưa biết. Nhưng mà đó là cái chuyện mà đến ngày hôm qua, tức là ông này bây giờ đã từ chức, không còn làm cảnh sát nữa.
Và bà luật sư của ông cho biết là có lẽ vì hai cái vụ mà ông phải chạy đi mà điều trong cái vụ tự tử cho nên ông bị tinh thần căng thẳng và có những phản ứng như vậy. Cũng có thể lắm, nhưng mà tôi nghĩ là chuyện này nó đến đây cũng đã đủ. Chắc cũng chả có truy tố đâu, ông này mình nghĩ cũng không có đến nỗi gọi là quá đáng. Có lẽ là cái chuyện nó xảy ra vào lúc đang có những vụ mà cảnh sát gọi là có những cái thái độ nhạy cảm vấn đề chủng tộc, thành ra họ đi hơi quá xa. Nhưng mà chuyện này nó hết ở, có thể hết Texas nhưng mà chỗ khác có thể không hết. Điều này nó vui nhất là đối với tôi là anh trả lời cho câu hỏi Đỗ Dục ngày qua, anh ông này bị căng thẳng vì hai vụ tự tử chứ không phải là cái chuyện mà bikini. Đến quá nhiều bikini. Anh nói vậy cũng chưa chắc. Có khi là hai vụ tự tử đã là ly nước đã đầy rồi, bây giờ thêm vụ bikini nó tràn thêm ra đó, giọt nước tràn đầy ly. Xin quý vị vẫn tiếp tục với quan tâm của SPTN, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau ít phút thông tin ngoài.